Christ. Today's gospel and today's readings are aimed and they are chosen to help those who are become Catholics. And one of the central teaching for today is that you and I, we say a lot of prayers, we do a lot of things to serve the Lord, but do we do so with truths, or we lie and we think that those who serve God? As you and I know, that God gives us the capacity to realize what is true and what is false. And when we once realize that we have some false in our life, we can worship God and we can love Him truly, not only by our actions, but realizing that we should live our life according to His truths and what His teachings that we receive from the Church. Xin Chúa là đấng sự thật soi sáng cho chúng con. Và giờ đây chúng ta có nghi thức nhận xét lần thứ nhất. Con xin mời các tuyển nhân đứng trước cung thánh. Nên là sống hàng ngày. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cầu nguyện cho những anh chị em cao hiếu, cái duyên trở của thế gian, chó đang la vú, chỉ nho trần được sớm lành mạnh, cho các anh nhân của cộng đoàn giáo xứ, cho linh hồn ông bà cha mẹ anh chị em đang qua đi được sớm hưởng tiệc thánh nước trời, và cho các linh hồn riêng của mỗi người. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa đấng chân thật và công minh, xin Chúa đại sản và thánh hóa anh chị em cử nhân. Xin những anh chị em này sự hiểu biết, niềm hy vọng, lời chân thật và đường lối với tâm hồn để xứng đáng đảm nhận ơn sự hy đức thánh này. Chúng con cầu xin Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã sai Đức Kitô đến để giải thoát chúng con. Xin thương những anh chị em cử nhân này đang khao khát nước hàng sống như người đàn bà xứ Samaria xưa, biết quay về với Chúa khi nghe được tiếng Chúa và biết ý thức về sự tội lỗi của những yếu hèn đang đè nặng tâm hồn họ. Xin hiểu họ khỏi lòng tự mãn, bảo vệ họ khỏi những tham muốn của ác thần. Xin giải thoát họ khỏi lòng trí gian trá. Nhờ đó, khi biết nhìn nhận những lỗi lầm của họ, họ sẽ nhận được trái tim trong sạch và có thể đi đến trên đường cứu rỗi. Chúng con cầu xin Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa Giêsu, Chúa lần suối nguồn mà các anh chị em này đang khao khát, là bậc thầy mà họ đang tìm kiếm. Hôm nay trước thánh nhan Chúa, là đấng thánh duy nhất của Thiên Chúa, họ không dám nhận mình vô tội. Họ tin tưởng bộ tội với Chúa qua lòng mình, xin muốn tội lỗi và chờ những thương tích thần kinh. Xin Chúa thương và cứu họ khỏi mọi tật nguyền, thiên chữa các bệnh hoạn, làm quả cơn khát và ban sự bình an. Xin nhờ được nhân thánh Chúa mà chúng con tin tưởng đến với anh chị em và chữa lành họ. Xin nhờ sự chết và phục sinh của Chúa chiến thắng và cai trị trên thần điểm. Xin tỏ cho những anh chị em này được tuyển chọn này con đường giải thoát nhờ Chúa thánh thần, để họ có thể tôn thờ Chúa Cha trong chân lý, vì Chúa là đấng hằng sống và kiên trì muôn đời. Amen. Các anh chị em cử nhân thân mến,
Giờ đây một đoàn tiễn các anh chị em trở về phòng học để tiếp tục học hỏi và suy nghĩ về lời Chúa mà anh chị em vừa lãnh nhận. Chúng tôi còn là luôn yêu mến và cầu nguyện cho anh chị em và mong đợi đến ngày anh chị em được chia sẻ trọn vẹn với chúng tôi và vị thánh thể Chúa.